Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã lại với kênh Jibbo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Này, cặp Jibbo đều là những biểu tượng rất là nổi tiếng của nước Mỹ luôn anh em. Rất là ý nghĩa để anh em trên tay sở hữu chơi nha. Hàng chính hãng Jibbo Mỹ nha anh em. Hợp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ. Mã vạch chính hãng nhập khẩu đầy đủ luôn anh em. Này, bên phải là em Jibbo đồng khắc chìm mà logo của lực lượng không quân Mỹ United States Air Force nha anh em. Em này vừa sang trọng và cũng rất là mạnh mẽ nam tính để anh em trên tay ha. Cái logo của lực lượng không quân Mỹ Air Force rất là nổi tiếng ha. Được nhiều anh em yêu thích luôn anh em. Dòng Jeep bô đồng khắc chìm hai mặt trước và sau luôn. Đáy bằng nha anh em. Còn bên trái là em Chrome trắng khắc chìm mà ba biểu tượng của nước Mỹ. Đó là lá quốc kỳ, chú chim đại bàng và ngọn đuốc nữ thần tự do. Em cờ đồng trắng này cũng rất là nổi tiếng anh em. Dưới ba biểu tượng của nước Mỹ thì rất là ý nghĩa để anh em trên tay luôn. Chơi, làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè cũng rất là phù hợp, rất là ý nghĩa luôn anh em. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip ha. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nói về thì cứ alo trực tiếp mình nha anh em. Giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước với anh em nha. Đây là em đồng logo lực lượng không quân Mỹ nha anh em. United States Air Force, ở trên là chữ Air Force. Mặt sau y chang vậy luôn nha anh em. Em nó đáy bằng nha. Hàng chính hãng Jeep của Mỹ nha nè, zin từ A tới Z chưa hề đụng chạm gì ha. Hai em nó mới cập bến về mình show tới anh em luôn. Có nhu cầu và xem hình ảnh chi tiết hai em nó, anh em vô trang Facebook mình, click vô đường link mình để vô mô tả nha. Đây mình trên tay nhanh thôi. Hàng xịn thì rất là nhạy lửa nha anh em, giữ xăng lâu ha. Mình luôn luôn giới thiệu với anh em hàng xịn nha. Đây là em đồng nha anh em, khắc chìm mà logo lực lượng không quân Mỹ United States Air Force ha. Còn đây là em carom trắng khắc chìm ba biểu tượng của nước Mỹ, lá quốc kỳ, chú chim đại bàng và ngọn đuốc của nữ thần tự do. Được khắc chìm rất là tinh tế nghệ thuật luôn anh em. Mặt sau trơn bóng nha em, nó đấy cái lõm nha anh em. Cũng hàng zin luôn ha, chính hàng zin của Mỹ luôn, chưa hề đụng chạm gì luôn. Thì giá hai em nó anh em nhấn vô tiêu đề clip nha, sẽ hiện ra ô mô tả, mình có để giá hai em nó cho anh em tham khảo. Bên mình thì giao toàn quốc, anh em cứ alo có hàng thứ ba cho anh em chơi. Yêu thích anh em like clip ủng hộ nha anh em, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh Jibbo Tuấn Nguyễn màu đỏ ngay dưới chân clip ha. Có thể tiền theo dõi lựa chọn Jibbo bên mình rất là đa dạng cho anh em lựa chọn. Còn cặp Jibbo bên ai anh em kết hai em nó cứ alo trực tiếp mình. Soi kỹ anh em xem ha, hàng xịn. Rồi đây là những cặp Jibbo, những biểu tượng của nước Mỹ ha, lực lượng không quân Mỹ và ba biểu tượng của nước Mỹ, giấy tờ đầy đủ. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và an lành, may mắn trong cuộc sống. Tạm biệt anh em.